Trên tay mình đây đang là rất nhiều iPhone 12 mới và chưa hết, sau lưng mình còn có nữa cơ. Và đây cũng sẽ là những chiếc iPhone 12 mới chính hãng trong lô hàng cuối cùng mà Apple sản xuất và bán ra. Thế nên thì nếu mà ai muốn mua thì mua nhanh lên. Còn trước khi muốn mua thì còn phân vân cái điều gì thì cứ ngồi xuống xem hết video này để biết xem là iPhone 12 tại sao vẫn còn đáng mua ở thời điểm hiện tại nhá. Và chào mừng anh em đến với Kiba Channel. Trước tiên thì anh em cũng biết rồi, tại sự kiện ra mắt dòng iPhone 12 series thì Apple đã chính thức công bố ngừng sản xuất và bán ra iPhone 12 trên toàn cầu. Vắn tắt thì cũng gọi luôn là khai tử đó. Và dù là ra mắt được hơn 3 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ iPhone 12 gọi là hết hot cả. Mình thấy thì lúc nào cũng có người tìm mua, kể cả là hàng cũ hay là hàng mới. Do đó thì giá của con iPhone 12 nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. À quên, thì có đúng là một đợt là hạ nhiệt và siêu rẻ vào năm ngoái thì chắc chắn anh em còn nhớ. Đó chính là cái lô đợt mà iPhone 12 thị trường Nhật Bản bản GGA nó hào hạt về Việt Nam số lượng khá lớn. Máy mới mà cái mức giá của nó thì nó sẽ rẻ hơn từ 3 đến 4 triệu gì đó. Và ở đây thì chắc là cũng có ai đã từng mua cái máy đợt đó rồi thì comment ở bên dưới xem là có nhiều không nhá. Và cũng một điều nữa là mình nhớ là cái đợt đó ấy, thì giá máy đó có khi là nó chỉ khoảng tầm là 12 đến 13 triệu đồng cho một chiếc iPhone 12 mới. Và giờ thì sau cả một năm thì giá của iPhone 12 chính hãng thì nó vẫn đang ở mức giá là hơn 12 triệu đồng một chút cho cái phiên bản thấp nhất là 64GB, tức là nó đang ngang giá với dòng iPhone 13 hàng lai lưu phiên bản 128GB đó. Trong khi đó thì con iPhone 12 hàng lai lưu thì giá lại rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ hơn 9 triệu mà thôi. Nếu mà nó rẻ hơn khoảng tầm tới 3 triệu như thế này, tức là tầm 25%, thì chắc chắn là anh em đa số sẽ chọn mua hàng lai lưu cho nó tiết kiệm, đúng không? Tuy nhiên thì nó vẫn còn rất nhiều người lại thích mua hàng máy mới đập hộp cho nó yên tâm. Và mình thấy thì thật ra nó cũng đáng để mà bỏ ra số tiền đó. Đơn giản bởi vì là bây giờ thì dòng iPhone 12 nó vẫn còn đáng mua ở thời điểm hiện tại. Và giờ thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh lại những cái điểm đáng mua của em đó nhé. Cái điều đầu tiên, tất nhiên rồi, nó sẽ là cái thiết kế vô mức thời thượng cùng với cái trọng lượng máy của nó vô cùng là nhỏ nhé. iPhone 12 thì đã đánh dấu sự đổi mới của Apple trong thiết kế với cái khung viền là khá là vuông vắn, được hoàn thiện từ chất liệu nhôm nguyên khối chắc chắn, mang đến một sự mới mẻ nhất định tại cái thời điểm mà nó ra mắt so với thiết kế là viền tròn của con iPhone 11 trước đây. Với cái độ dày của nó chỉ là 7.4mm và chỉ nhẹ là 164g, với các góc được bo cong một cách tinh tế thì cái việc mà cầm nắm sử dụng nó cực kỳ là thoải mái, phù hợp thì chắc chắn là nó sẽ cho mọi đối tượng rồi, kể cả là chị em tay bé hay là anh em nào muốn có một con máy nhỏ gọn thì con máy này nó rất là hợp lý. Máy thì cũng có rất nhiều màu sắc với gam màu trải dài từ trẻ trung tới thanh lịch, đặc biệt là phiên bản màu tím rất hot ở thời điểm mà Apple tung ra, và cũng chính là cái đống iPhone ngay sau lưng mình đây. Tiếp theo thì đó chính là cái màn hình sắc nét, dù là cái tai thỏ của nó đang hơi to. Thì đúng là cái chiếc tai thỏ trên iPhone 12 nó vẫn còn to, không như là trên dòng 13 trở đi. Nhưng mà thực tế thì anh em thấy là trải nghiệm nó không quá nhiều là khác biệt đâu. Cái đáng giá nhất ấy, đó chính là cái chất lượng hiển thị của iPhone 12 này, nó chả thua kém một chiếc iPhone nào ra mắt sau này cả, từ dòng iPhone 13 hay là kể cả là dòng iPhone 15 mới ra mắt thì chẳng nữa. Chúng đều là những chiếc màn hình 6.1 inch, tấm nền Super Retina XDR OLED, độ phân giải thì vẫn là Full HD Plus, có hỗ trợ HDR10, Dolby Vision, mang đến cho người dùng một không gian hiển thị rộng lớn, hình ảnh được tái hiện có độ sắc LED cao, màu sắc bắt mắt, sinh động. Cái thọt hơn của cái màn hình iPhone 12 này có lẽ là cái độ sáng tối đa của nó chỉ lên tới là 1200 nits mà thôi. Nhưng mà ra mắt đã 3 năm rồi thì tới giờ là cái trải nghiệm thực tế của mình ấy, thì 1200 nits nó vẫn đang để mà đủ dùng thoải mái ở cả điều kiện ngoài trời. Dù là ánh nắng có chiếu vào đi chăng nữa thì anh em vẫn hoàn toàn thoải mái với cái màn hình độ sáng thấp như thế này thôi. Còn với cái việc là 60Hz ấy, thì chắc chắn nó chỉ kém hơn so với Android thôi. Chứ riêng iPhone với nhau ấy, thì bỏ ra 20 triệu mà mua con iPhone 15 nó cũng chỉ có 60Hz mà thôi ấy, thì tầm giá này cũng 60Hz thì cũng là đủ hiểu rồi, đúng không? Cái điểm tiếp theo đó chính là về phần hiệu năng thì vẫn đủ để mà cân mọi tác vụ ở cuối năm 2023 này. Dù là con chip A14 Bionic ấy, nó đã bước sang tuổi thứ tư rồi nhưng mà có vẻ thì nó vẫn còn khá sung mãn ở thời điểm hiện tại. Với những mặt cái tác vụ cơ bản thông thường ấy thì chắc chắn rồi, kết hợp với iOS 17 mượt nữa thì chắc chắn là nó vẫn mang lại một cái trải nghiệm tốt cho người dùng. Còn đối với cái tác vụ nặng hơn như là chơi game hoặc là render video cắp cắt nặng tầm như là video 4K chẳng hạn ấy, thì máy nó vẫn đang làm ổn. Chỉ có cái là nhiệt độ của A14 này nó thật là nó tối ưu chưa tốt cho lắm, nên nó sẽ nóng hơn một chút so với những con chip từ A15 trở đi. Nhưng mà thời tiết lạnh giá như thế này ấy, thì thật ra thì ấm một chút cũng được mà, đúng không? Nói chung thì nếu mà anh em dùng ấy thì nó có thể đủ dùng trong khoảng 3-4 năm tới là còn thoải mái, chưa kể là iOS ấy nó vẫn còn được cập nhật đôi năm nữa cơ. Giờ thì mới iOS 17 thì ít nhất là con này nó cũng phải lên tầm được iOS 19, nên là yên tâm mà dùng thôi. Qua tới camera thì mình đánh giá là nó vẫn đang đảm bảo chất lượng cả quay lẫn chụp, vẫn chỉ là cụm camera 12MP quen thuộc mà thôi. Tất nhiên thì nó không thể nào mà so sánh được với camera 48MP trên các mẫu máy mới bây giờ được, nhưng mà camera của con iPhone 12 thực tế thì theo như mình thấy thì nó sẽ không kém cạnh là bao. Nếu mà chụp cùng một cái điều kiện ngoài trời ấy thì máy nó vẫn đang làm rất tốt. Nó vẫn thu chi tiết một cách rõ ràng, cân bằng sáng tốt, và tất nhiên thì màu sắc ấy thì nó vẫn theo phong cách chân thật từ trước đến giờ của iPhone mà thôi.
Nếu mà anh em muốn lệnh mắt ấy, thì chắc chắn là anh em phải gọi là phải cân chỉnh ảnh một chút thì ảnh nó mới đẹp được. Và thực tế thì mình cũng có so thử khi mà chụp với dòng iPhone 15 rồi thì nó chẳng khác là bao cả, và nó sẽ khó để mà nhận ra bằng mắt thường được là ảnh nào từ con máy nào cả. Tuy nhiên thì cái mà thua kém vào cái mắt camera 12 megapixel ấy có lẽ là ở cái chế độ chụp đêm nó chưa quá tốt khi mà so sánh với camera 48 megapixel của Apple, nhưng mà đó là chưa là quá tốt thôi, chứ thực ra thì theo như mình thấy nó vẫn gọi là ổn nhá. Nó sẽ không bị hiện tượng cháy sáng này hay là bị bệt quá nhiều, nó vẫn thu chi tiết và thu sáng ở mức ổn. Còn về quay video ấy thì nói thật iPhone nó vẫn là chủ rồi. Mình còn đánh giá cao hơn cả mấy mẫu máy mà tầm giá 15 triệu mới ra mắt của bên Android như là Xiaomi, Oppo nữa cơ, hay là kể cả Samsung đi chăng nữa. Nói chung thì quay video ấy, thì iPhone vẫn là tượng đài, ngay cả là đối thủ lớn nhất như là Samsung ấy còn phải là đang bó gối chịu thua nữa cơ, không làm cách nào để có thể là đẹp hơn được. Cái điểm cuối cùng mình muốn nhắc tới đó chính là về pin, bởi vì là có lẽ là cái điểm này nó sẽ hơi gợn một chút, bởi vì là cái do viên pin của con iPhone 12 này nó đang có một cái dung lượng hơi thấp, nó thấp hơn con iPhone 13, thậm chí là nó còn đang kém hơn cả con iPhone 11 nữa cơ. Khi mà nó đang sở hữu một cái viên pin chỉ là hơn 2800 và sạc nhanh thì tất nhiên rồi 20W, thì pin sạc của con này ấy, nó không phải là cái điểm sáng của con iPhone 12 ở thời điểm hiện tại, bởi vì là không thể nào mà so được với cái viên pin bây giờ toàn là pin 5000 sạc toàn 67W, thậm chí là 120W được rồi. Tuy nhiên thì với việc mà tối ưu pin tốt từ Apple trên iOS ấy, thì con iPhone 12 này nó vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lên tới từ 6 đến 7 tiếng là thoải mái cho các tác vụ hỗn hợp nhẹ nhàng. Mà được cái thì nó còn có cả MagSafe nữa cơ, nó khá là tiện, và nếu mà đeo vào thì cũng khá là sang chảnh, nhưng gọi là phần nào cũng bù lại được gọi là điểm yếu kia. Nhìn chung thì iPhone 12 tới giờ ấy, cũng là thời điểm cuối năm 2023 rồi, thì nó đã lộ ra rất nhiều điểm thua thọt so với tốc độ đua xe của công nghệ các bên rồi. Nhưng mà với những người mà không quá quan trọng tới cái điều đó, mà chỉ cần là đơn giản một chiếc smartphone để mà sử dụng ổn định lâu dài, thì con iPhone 12 này mình thấy là nó vẫn xứng đáng để mua. Nó vẫn có một thiết kế rất là nhỏ nhắn, vuông vức thời thượng, hiệu năng thì cũng rất là ổn định, cùng với camera thì vẫn có đủ chất lượng để mà anh em sử dụng hàng ngày, cũng đáng để mà anh em xuống tiền mà đúng không? Chỉ là với cái mức giá của nó đang chênh lệch cũ mới nó đang khá là cao, nên anh em sẽ phải cân nhắc để mà lựa chọn thôi. Mà quên một cái nữa là cái bộ nhớ của nó, nếu mà anh em sở hữu phiên bản là 64GB thì có vẻ là hơi ít, thì nếu mà đối với những ai mà hay quay chụp nhiều ấy thì cũng nên là cân nhắc những cái phiên bản là bộ nhớ cao hơn nhá, chẳng hạn là 128GB dùng nó sẽ thoải mái hơn. Còn anh em đánh giá sao con iPhone 12 ở thời điểm hiện tại này, nó có đáng mua không, nhất là khi mà dịp Tết sắp tới nữa thì giá nó sẽ giảm đôi chút, thì để lại ý kiến ở bên dưới nhá. Giờ thì cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.